Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chim. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái lô hàng của đầu xuân năm mới lại tiếp tục về để phục vụ anh em trong cái mùa bẫy chim của 2020-2021 luôn nhé. Thì đầu xuân em cũng xin chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Thì như bác thấy là hôm nay lại tiếp tục một lô hàng mới, loa đai loa AT100, hàng lại tiếp tục về để phục vụ anh em. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua loa thì cứ alo trực tiếp theo ba số điện thoại chính này của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng ship hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Đây là cái mẫu loa AT100 nhé. Hàng này mẫu loa là bay tốt nhất trên thị trường hiện nay. Mẫu loa này pin của nó là bền, rất là bền, pin trâu. Như bác thấy là một cái loa AT100 thì có những đầy đủ phụ kiện cho anh em được để lựa chọn nữa nhé. Một cái vỏ hộp như này, đấy, in hình ô tô, đấy, các bác mới chơi thì có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng nhé. Đấy, một dây sạc của điều khiển này, đấy, một dây sạc của loa này, và một túi đeo loa màu dàn di, đấy, và một cái điều khiển để các bác điều khiển từ xa. Đấy, khi các bác dùng cái này thì nó sẽ pin của nó sẽ chạy bằng pin pin điện thoại. Khi các bác hết pin, các bác sạc pin, các bác không phải mua pin, đấy, rất tiện lợi cho anh em. Đấy, đi xa vào rừng sâu. Pin như có thấy cái mẫu loa này thì pin của nó là pin khủng thôi nhá. Pin của nó là dùng khoảng 15 tiếng mới hết pin. Đấy, nên anh em yên tâm là nếu các bác đi vào rừng sâu thì nên mua cái mẫu loa này. Các bác mới chơi thì tham khảo mẫu loa này để mua. Hàng này là pin của nó lên đến 15 tiếng các bác nhá, mở liên tục. Đấy, thì đầu xuân năm mới em sẽ áp dụng cho các bác mà mua loa này thì em sẽ tặng thẻ nhớ nhá. Đấy, tặng thẻ nhớ cho đến ngày hết ngày 15 âm lịch. Đấy, em sẽ khuyến mại cái thẻ nhớ cho anh em. Thẻ nhớ 4GB tải cho anh em đầy đủ tiếng chim rồi các bác nhá. Đấy. Thì như bác thấy là tất cả là những cái nút trên bàn phím hay là điều khiển này đều là dùng bằng tiếng Anh hết các bác nhá. Đấy, đều bằng tiếng Anh hết. Nên là các bác nào biết tiếng Anh rồi rất dễ sử dụng cái mẫu loa này. Đấy. Mẫu loa này thì nó có đủ các chức năng như là kết nối qua điện thoại bằng Bluetooth. Đấy, Bluetooth thì các bác mua thêm cái USB Bluetooth nữa là các bác kết nối được. Hoặc là nó có kết nối qua thẻ nhớ này. Đấy, và chức năng là đài FM hay là ghi âm đều sử dụng được nhá. Rất rõ ràng, rất ok luôn. Vỏ hộp là bằng nhôm. Đấy, nên là trên đỉnh có 3 nút thôi nhá. Đấy, vỏ hộp bằng nhôm, rất là nặng và rất là xịn sò. Đấy, chất lượng âm thanh của nó khá là ấm áp và vang xa. Đấy, nên là anh em yên tâm, số lượng thì rất là nhiều để phục vụ anh em trong cái mùa năm mới của 2021 luôn nhé. Đấy, nên là anh em nào mà đang có nhu cầu mua loa thì cứ alo trực tiếp cho em để đặt hàng. Một cái video đây, khi các bác mua loa thì em sẽ tặng cho bác một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt như này để anh em nhìn qua thì có thể sử dụng được. Đấy. Em sẽ kết thúc video đây, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.